Tiền đề tạo động lực phát triển của huyện Vị Thủy bắt đầu cách đây tròn 6 năm khi huyện Vị Thanh được chia tách thành thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Vị Thủy khai thác triệt để những tiềm năng thế mạnh của mình. Ngần ấy thời gian trôi qua với biết bao cam go thử thách, nhưng cũng là thời gian mà huyện Vị Thủy ghi thêm dấu son trong chặng đường phát triển của mình. Tính bình quân, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,8% một năm, trong đó khu vực 1 tăng 10,52%, khu vực 2 tăng 6,45%, khu vực 3 tăng 15,40%. Tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 17% của năm 2000, hiện nay giảm chỉ còn dưới 6%. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được chú trọng nâng cao. Vào cuối năm 2004, khi đến thăm và làm việc với đảng bộ huyện Vị Thủy, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vị Thủy đã từng bước vượt qua khó khăn nghèo nàn lạc hậu để trở thành huyện khá của tỉnh. Nổi bật nhất là hình thành được vùng lúa cao sản, có nhiều mô hình sản xuất tốt. Mọi hoạt động đều hướng đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Vị Thủy của chúng ta cũng được đánh giá là một cái huyện vượt lên từ khó khăn. Bây giờ từng bước một thoát ra khỏi cái nghèo nàn lạc hậu và xây dựng cái cơ sở hạ tầng, xây dựng các cái cơ sở sản xuất, rồi các cái thiết chế về văn hóa nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho cái quá trình đi lên của huyện nhà chúng ta từng bước trở thành huyện khá của tỉnh. Đây phải nói là một cố gắng lớn của các đồng chí. Nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp là các đồng chí đã hình thành ra được những cái vùng lúa cao sản. Các cái cơ sở hạ tầng nó có cái bước phát triển tương đối là đồng bộ và từng bước nó được hoàn thiện. Các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội của các đồng chí trong suốt cả mấy năm vừa rồi được đạt và vượt cái mục tiêu của mình đề ra. Đây cũng là một cái thành tích rất đáng hoan nghênh, rất đáng trân trọng. Bước vào nhiệm kỳ mới, đảng bộ và nhân dân huyện Vị Thủy có quyền tự hào về những đổi thay trên mỗi con đường, góc phố, làng quê. Bằng quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, Vị Thủy đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới. Thành tựu này một lần nữa khẳng định sức mạnh của đảng bộ huyện Vị Thủy chính là kết quả tổng hợp của ý đảng, lòng dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biết kết hợp các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vừa phát triển theo trình tự, vừa nắm bắt đúng thời cơ, đi tắt đón đầu, tìm đúng khâu đột phá, vượt lên phía trước. Một nhiệm kỳ đi qua, để lại bức tranh kinh tế xã hội huyện Vị Thủy, dấu son tươi đẹp. Những tiềm năng thế mạnh kinh tế của huyện được các ngành các cấp và nhân dân khai thác tốt hơn, tạo bước đột phá quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò đảng viên đóng góp rất lớn, chi phối toàn bộ cho cái phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian vừa qua đó, là có thể nói rằng là cái vai trò là rất tích cực trong các phong trào hành động cách mạng địa phương, thể hiện trước hết là cái tập trung đoàn kết nội bộ là nhất trí rất cao, và từ đó đó là mới chuyển thành cái hành động cụ thể ở từng chi đảng bộ. Và qua đó thì chúng tôi đánh giá rằng cái vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đại đa số cán bộ đảng viên đó, từ đó góp phần thực hiện cái thắng lợi, cái nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cho rằng cái vai trò đảng viên cũng là cái mang cái tính là đột phá. Vì đảng viên tốt và tổ chức cơ sở đảng tốt thì mới thực hiện được cái nhiệm vụ là mà nghị quyết của đảng bộ đó đề ra. Hơn 6 năm thành lập là một khoảng thời gian không dài, nhưng Vị Thủy đã tự khẳng định mình trong tiến trình đổi mới và lớn dần lên trong cách nghĩ, cách làm. Hiện nay, với vai trò, vị trí là cửa ngõ của thị xã Vị Thanh, là địa bàn tiếp giáp trung tâm của tỉnh, sẽ là cơ hội để huyện Vị Thủy đẩy nhanh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ,
hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay.